Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Này, mình đến nhà vườn của em Ngọc Diệu nha. Có lô ngũ sắc đang sổ búp nha quý cô chú anh chị. Muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, em chào anh Thái ạ. Vậy em mến chào quý cô chú anh chị đến với kênh của anh Thái ha. Thì hôm nay cũng trở lại nhà vườn của em ha. Thì em có một số mã số về giấy ngũ sắc ha cô chú anh chị. Thì hôm nay phong tàn rất là tròn và cũng rất là đều ha. Thì ngũ sắc hôm nay thì cũng được 4-5 cây rồi ha cô chú anh chị. Thì cây thì đang lên búp ha. Thì số điện thoại liên hệ của nhà vườn em là 0396137709 và đó cũng là số Zalo của em ạ. Thì để không mất thời gian em xin vô mã số 1 ạ. Mã số 1 có tổng chiều cao là 1m25, tán ngang là 85, cây có hoành là 18 ạ. Đế già rất là sạch hả cô chú anh chị. Rồi mã số 1 em xin Zalo là 600k ạ. Ngũ sắc Thái gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và trắng phất hồng nha quý cô chú anh chị em. Lô này đang sổ nụ nha. Tiếp theo mã số 2 ạ. Tổng chiều cao mã số 2 là 1m25, tán ngang là 95, cây có hoành là 17 ạ. Em bao đủ 5 màu cho mình hả cô chú anh chị. Phôm tàn rất là tròn quý anh chị em. Rồi mã số 2 em cũng xin vô lưu là 600k ạ. Tiếp theo mã số 3 ạ. Tổng chiều cao là 1m25, tán ngang là 85, cây có hoành là 15 ạ. Cây cứng búp chân quý cô chú anh chị em. Mã số 3 em cũng xin giao lưu là 550k ạ. Tiếp theo mã số 4. Tổng chiều cao là 1m25, tán ngang là 85, cây có hoành là 18 ạ. Đế rất là già ha cô chú anh chị. Mã số 4 em cũng xin vô lưu là 600k. Phong tàn thì rất là tròn ạ. Tiếp theo mã số 5 ạ. Cây sạch nụ cho quý anh chị em, một cốt ha. Mã số 5 tổng chiều cao là 1m2, tán ngang là 92, cây có hoành là 18 ạ. Mã số 5 em cũng xin vô lưu là 600k ạ. Phong tàn thì rất là tròn ạ. Tiếp theo là mã số 6 ạ. Tổng chiều cao mã số 6 là 1m15, tán ngang là 80, cây có hoành là 20. Mã số 6 em cũng xin vô lưu là 650k ạ. Giá em báo trên like là giá em bao với ship toàn quốc cho mình ạ. Tiếp theo mã số 7 ạ. Tổng chiều cao là 1m15, tán ngang là 80, cây có hoành là 21 ạ. Mã số 7 em cũng xin vô lưu là 700k ạ. Không có mấy cây con không có dáng kêu á. Tiếp theo là mã số 8 ạ. Tổng chiều cao là 1m15, tán ngang là 90, cây có hoành là 21 ạ. Mã số 8 em xin vô lưu là 700k ạ. Tiếp theo mã số 9 ạ. Tổng chiều cao là 1m05, tán ngang là 90, cây có hoành là 18. Phong tàn rất là tròn và đều ha cô chú anh chị. Mã số 9 em xin vô lưu là 600k ạ. Tiếp theo mã số 10 ạ. Tổng chiều cao là 1m05, tán ngang là 85, cây có hoành là 20. Mã số 10 em xin vô lưu là 650k ạ. Tiếp theo mã số 11. Hàng hôm nay thì đang lên cơ búp đó cô chú anh chị. Mã số 11. Tổng chiều cao là 1m15, tán ngang là 85, cây có hoành là 16. Mã số 11 em xin vô lưu là 550k ạ.
Tiếp theo mã số 12, búp kẹo búp chân hả cô chú anh chị. Mã số 12, chiều cao là 1m, trắng ngang là 82, cây có hoành là 19 ạ. Mã số 12 em xin vô lưu là 600k. Mã số 13, tổng chiều cao là 1m15, trắng ngang là 80, cây có hoành là 16 ạ. Mã số 13 em xin vô lưu là 550k ạ. Tiếp theo là mã số 14 ạ. Chiều cao là 1m25, tán ngang là 1m05, cây có hoành là 18. Tiếp theo mã số 14 em xin vô lưu là 600k ạ. Tiếp theo là mã số 15 ạ. Vẫn là ngũ sắc 5 màu Thái nha cô chú. Ngũ sắc 5 màu Thái hả cô chú anh chị. Ngũ sắc 5 màu Thái thì gồm có màu trắng phớt hồng, màu đỏ, màu cam, màu vàng và màu hồng sắc pháo ạ. Mã số 15, tổng chiều cao là 1m3, tán ngang là 80, cây có hoành là 20. Cây này về là vừa quý cô chú anh chị em. Kẹo búp hết trơn. Mã số 15 em xin vô lưu là 650k ạ. Tiếp theo là mã số 16 ạ. Tổng chiều cao mã số 16 là 1m3, tán ngang là 1m, cây có hoành là 20 ạ. Này cũng đang lên cây búp hết cô chú anh chị. Rồi mã số 16 em xin vô lưu là 650k ạ. Tiếp theo mã số 17 ạ. Tổng chiều cao là 1m2, tán ngang là 80, cây có hoành là 20 ạ. Mã số 17 em xin vô lưu là 650k ạ. Tiếp theo là mã số 18 ạ. Tổng chiều cao là 1m, tán ngang là 80, cây có hoành là 17 ạ. Lô này tầm khoảng 1 tuần 10 ngày nữa quý anh chị em. Cứng cây luôn. Rồi mã số 18 em xin vô lưu là 600k ạ. Tiếp theo là mã số 19 ạ. Tổng chiều cao là 1m3, tán ngang là 95, cây có hoành là 19 ạ. Rồi mã số 19 em xin vô lưu là 650k ạ. Mã số 19 cũng là mã số cuối clip của nhà vườn em hôm nay ha. Thì cũng mong cô chú anh chị tin tưởng và ủng hộ shop em clip đợt này ha. Và em xin chân trà, em xin cảm ơn ạ. Thì cô chú anh chị nào mà có cần hồn hàng sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo cho em ha. Rồi thì hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Ngọc Diệu nha. Đặc biệt cái lô này mình lên chấm búp sổ nụ với anh chị em, vừa cho quý cô chú anh chị em mình về mình chơi ha. Lô này thì quý anh chị em mình thấy rất là sai hoa nha. Rồi hẹn gặp lại ha.